再次一起来祝大家下午好。Con xin cảm ơn Dạ, thưa cha, con có một người con là con của con sinh ra bị bệnh đau, bị bệnh khuẩn sinh và bị bệnh viêm da, rồi bị lợn kinh, rồi bị viêm thất da, rồi bị viêm khuẩn nắng. Hai vợ chồng nhà con là khi cháu được 8 tháng thì vợ chồng nhà con đưa khi cháu được 8 tháng tuổi cháu vào tay ấy, thì vợ chồng nhà con đưa vào bệnh viện sản nhi Nghệ An để mà siêu âm, thì các bác sĩ siêu âm máy vi tính thì nói con là cái người cháu bị bệnh đau, bị viêm não, thì vợ chồng nên là bỏ cháu khỏi sau đây vẫn khỏi bố. Nhưng mà con cũng tin tưởng nơi có, con tin tưởng nơi ở Chúa, thì con không có cái gì mà Chúa không làm được. Sau đó là con mới bảo với ông bác sĩ là con là người bên công giáo, con không thể bỏ được cái thai này. Thôi em ơi, đi về, không bao giờ nghe con áo sáng của bác sĩ nữa. Đi về rồi hai vợ chồng ta để ra rồi muốn thương muốn nuôi chú cho vợ chồng mình. Sau đó là ngày 19 tháng 2 là cháu được sinh ra là được 6 ngày là cháu lại bị bệnh vàn da thiếu máu nữa. Mà đến khi là cháu đi đường hồng cầu, nhưng mà con cũng là tin tưởng vào nơi Chúa, con hoàn toàn dâng cho Chúa với dâng cho mẹ hết, thì con cũng thấy là một cái hồng ân mà nó rất thật đi ra. Đến khi mà con đi quay nhà con cũng nghèo khổ và có hai gian nhà nhận lách, mà con cũng được ơn của Chúa. Thì con rất thật đi ra là anh em rồi thì cũng chống nghèo thật. Mà con nói thật với cha là người cô với chú của con thì giàu có, nhưng mà con đi về đi quay thì có cho con quay có 1 triệu nữa. Thưa cha, thế sau đến khi là con về gia xứ là con nhờ gia xứ là thương cha, bây giờ con của con là cháu bị bệnh vàng da thiếu máu thì làm cầu. Thì bây giờ đó là gia xứ kêu gọi ông chủ tịch, ông cho ông chủ tịch của xứ thì cầu có được 3 triệu. Với lại là ông khiến là ông người nhà cháu họ là cháu được 1 triệu nữa, thì còn 4 triệu còn đưa vào để cấp cứu cho cháu. Nhưng mà được một thời gian sau đó thì tiếp tục lại tổ tập chú tiếp gia đình con rất nhiều, nhưng mà con cũng hoàn toàn là dân tôi muốn tôi lên đứng bệnh cả, thì đó là một cái hồng ân của con mà Chúa đã thay cho con. Đây, mình cháu được. Đây, hình này là hình của anh. Đây là hình là con của con ấy, cháu thứ tư ấy. Thưa cha, hình này là vợ của con với lại con của con. Con này, nó là con của bà này. Không, đó là vợ của con với lại con của con đấy. Cháu thứ tư con được 4 thì con rồi. Nhưng mà cháu thứ tư thì mắc bệnh. Nhưng mà nói đây là? Dạ. Bởi vì nó sức khỏe nó thế nào? Cha là cháu được ơn của Chúa là từ khi cháu đi bệnh viện Trung ương về sau đó là Chúa thử thách con một lần nữa là con phải đưa tiếp tục là con đưa cháu ra bệnh viện khi đưa sau rồi là sau đó là con lại tiếp tục là đưa cháu vào cấp cứu vào bệnh viện sản nhi Nghệ An. Nhưng mà đến khi mà con gửi cái tin nhắn cho con gửi đến cho cha là 20 tin nhắn mà con cũng không thấy ra trả lời, cho đến khi con lên đi con đi cái cá về đấy thì 1 giờ 2 giờ sáng con vẫn cầm điện thoại để con biết cho cha cái cầm mình gửi con gửi tin nhắn cho cha mà cũng không thấy cha trả lời. Nhưng mà đến chiều ngày 25 tháng 9 thì đó là con đi bệnh viện với bà có một người là nói với con là người ta có số của Thái Lan, thế là mà sau đó thì con cũng chưa hoàn toàn đi. Thế là sau đó là con lại về chỗ nhà ông Minh ở nhà, có được nhận thầu cháu xuống đi lầu ấy. Thì đó là ta không có cho xuống đi thật của ta. Sau đó là buổi trưa
là các bác sĩ ở bệnh viện sản Nghệ An ấy là nói với con là bệnh viện cho cháu là tình hình của cháu là bệnh viện cấp bách là cháu bị nặng, nhưng mà con nói bây giờ thì bây giờ sức khỏe của cháu như thế nào? Thưa cha, là cháu con lớn lớn của chúa vào cái ngày hai bây giờ ngày 20 hay là ngày 8 tháng 10 20 bây giờ sức khỏe của cháu ngày 8 tháng 10 như thế nào? Thưa cha, là khi vừa qua con đến thì cháu biết là sức khỏe của cháu bây giờ là 70-80% của cháu ăn cơm rồi, cháu đủ khỏe, không vấn đề gì đâu. Và vừa đồng thời là cháu cứ lên cơn những cơn trên vết phổi là khó thở, nhưng mà bây giờ hoàn toàn là con cũng được ơn của chúa và ơn của cha và ông toàn cầu nguyện cho con. Và trước khi con đi vào đây á thì con cũng nói với vợ là thôi thì hai vợ chồng mình thì cứ đi vào, nhưng mà vợ của con nói với con là thôi thì anh đi vào đi để khám chứng. Nhưng mà con đi vào đấy thì người ở lại xóm với con nói với con là con đi hành hương, con đi chơi, nhưng mà con đang nói này họ thì nói với khi mà cái con có ơn của chúa thánh thần để con đi. Hôm nay đúng là Chúa gửi đến cho chúng ta những chứng nhân là những con người đang cùng với mẹ Maria thông hiệp với Chúa Giêsu trong đau khổ, mà đã thấy rằng, cảm nhận rằng đó là cái phúc của những con người nghèo khổ không có tiền chữa trị cho con của mình, phúc của những con người mà bác sĩ kết luận rằng là chỉ có bỏ đi thôi thì nó bị đang bị đủ mọi thứ bệnh rồi. Phúc của những con người mà nhất định giữ lại đứa bé đó, mà khi sinh ra rồi thì đã đi nằm phòng cấp cứu rồi lại cứ tiếp tục hết cấp cứu này đến cấp cứu kia, rồi tiền không có mà không có ai trong thương để mà chia sẻ với mình, mà vẫn tín thác vào Chúa để ngày hôm nay đến 20 lần nhắn tin mà tôi không trả lời thì hỏi ra là anh nhắn lộn số. Thì đây chị em chỉ có cách đó thôi. Nhưng mà Chúa của chúng ta là đứng, mình muốn nhắn số nào thì số, mình muốn nhắn này thì nhắn, cái quan trọng là lòng mày có tin hay không tin. Nếu anh chị em nhắn đúng tên của tôi, nhắn đúng số của tôi mà anh chị em không tin thì có chuyện gì xảy ra không? Không xảy ra. Mà nếu anh chị em tin thì có dù nhắn số của ông Tổng thống Mỹ hay là nhắn số của ông Chủ tịch hay nhắn số của cái bà đồng bóng, nhưng mà mình tin vào Chúa thì cái số ấy, cái tên ấy rất không quan trọng, cái quan trọng là lòng của mình tín thác vào Chúa, đó mới là điều quan trọng. Cho nên con có 20 lần hay là 200 lần con cũng đừng có lo, con nói cái ý của con đi đi đừng để cha nói đấy, con nói để cha đi cha nói. Thưa chị em, cái mình thấy rõ ràng là khi mình tin vào Chúa thì những cái phương tiện có khi nó méo mó, những cái phương tiện có khi nó chẳng ra làm sao cả. Nhưng chị em đến cái nhà thờ của giáo điểm tin mừng này vẫn thấy ba cái lỗ giống như là bom nổ, ba cái trái pháo là ba cái cửa không ra chẳng hạn, vẫn thấy những cái bạc câu tre mà thời buổi này thế kỷ thứ 21 rồi người ta đã lên lầu, người ta đã nhà thờ máy lạnh rồi mà bây giờ vẫn còn cứ bạc tre sụp sụp như thế này, ngồi bó củ như thế này. Những phương tiện nó không quan trọng, cái điều quan trọng là lòng tín thác mình đặt vào Chúa và ân huệ Chúa ban xuống cho mình qua những cái phương tiện nghèo nàn, ọc ẹp, méo mó, lệch lạc, khóc khiến ấy. Thưa chị em, đấy là cái ơn phúc, đấy là cái phúc. Và tôi thấy rằng tôi thực sự là người có phúc khi mà được Chúa sai về đây. Thực sự là người có phúc khi mà chấp nhận lời mời gọi của Đức Tổng để mà tình nguyện về đây. Về đây từ không có gì cho đến bây giờ có những phúc là chính sự hiện diện của anh chị em, có được cái phúc là những chứng nhân lên đây để chia sẻ rằng họ đã được phúc nơi lòng thương xót của Chúa, có được cái phúc là những anh chị em từ những nơi xa xôi, từ những người đau ốm bệnh tật, từ những người nghèo khổ, từ những người không đạo, từ những người ngoại tạo, từ những người đã nói không vọng ngà vọng nghèo ấy, vậy mà Chúa lại ban xuống ơn hồng ân Chúa như mưa thì không thể nào kể hết được câu thương chị em. Nên chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa cho mỗi người chúng ta xác tín vào lòng thương xót của Chúa để mở lòng ra, lúc nào cũng tạ ơn Chúa vì con là người có phúc, là người diễm phúc, là người được chúc phúc, dẫu rằng đau khổ, thử thách, mồ hôi, nước mắt, nhục nhã, ê chề, con càng thấy mình có phúc hơn
vì con càng nên giống Chúa Giêsu hơn. Amen.